quan cho giáo dục quá. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Oan cho giáo dục quá. Bài viết được đăng trên trang Facebook Phạm Việt Thắng. Nhà cháu cực lực lên án mọi hành vi đổ lỗi cho ngành giáo dục. Dù có thế nào đi chăng nữa thì ngành giáo dục vẫn cứ rực rỡ, không có lỗi gì. Giáo dục đã bao giờ được như thế này chưa, mà cứ hơi một tí thì cho là giáo dục. Này nhé, một, việc học sinh lớp 9 bị bạn đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng, sao lại đổ cho ngành giáo dục? Việc đánh nhau phải là an ninh trật tự, an toàn xã hội, giáo dục làm sao? Việc đánh nhau phải là an ninh trật tự. Việc đánh nhau thì phải là thuộc về bên, việc đánh nhau thì phải thuộc bên an ninh trật tự, an toàn xã hội chứ, giáo dục làm sao mà can thiệp được? Thứ hai, việc sửa điểm cho các cháu học sinh ở nhiều tỉnh miền núi vừa rồi, sao lại đổ cho ngành giáo dục? Đó là hành vi hối lộ, cố ý làm trái. Vả lại, người đầu têu là bố mẹ các cháu, chứ không phải là các cháu. Còn các thầy cô giáo là những người bị lôi kéo mà thôi. Mà bố mẹ học sinh thì liên quan gì đến giáo dục mà đổ lỗi cơ chứ? Thứ ba là vụ cô giáo và học sinh cùng vào nhà nghỉ, cũng không thể đổ cho giáo dục đổ đốn. Vì thứ nhất là cùng vào nhà nghỉ thì có làm sao? Chỉ là để nghỉ thôi mà. Thứ hai, nếu không nghỉ mà làm gì đó thì phải liên quan đến cái ngành sức khỏe sinh sản chứ, tại sao lại bắt tội giáo dục được? Thứ tư, vụ các cô giáo phải đi tiếp khách, lỗi cũng không thuộc về ngành giáo dục. Lý lẽ thì nhiều, nhưng lý lẽ thuyết phục nhất vẫn là cán bộ có giáo dục đâu mà trách ngành giáo dục. Thứ năm, và cứ hơi một tí là bệnh thành tích trong giáo dục. Này nhé, cả cái nước này từ trên xuống dưới, có ngành có địa phương nào mà không ưa thành tích? Đến cái tín nhiệm cũng còn tín nhiệm cao, tín nhiệm cơ mà. Làm như chỉ có giáo dục mới ưa thành tích không bằng. Thứ sáu, lại nhiều ông bà cứ mở miệng ra là bệnh dối trá trong giáo dục. Ai đẻ ra bệnh nói dối mà đổ cho giáo dục? Lãnh đạo lên diễn đàn thì hô hào học tập làm theo. Thế mà tối qua mới nhận phong bao cấp dưới chạy chức, ở cơ quan thì ra rả. Phải kiên định chủ nghĩa, không được mê tín dị đoan. Lên đến chùa Ba Vàng thì quỳ sụp, nhờ bắt vong để khỏi cản đường tiến thân. Một mình giáo dục nói dối chắc. Vậy nên đừng có suốt ngày ra rả đòi anh nhạ bộ trưởng phải từ chức nha, oan cho giáo dục quá. Câu nói mà nhiều người Việt từ bao đời nay khi đề cập đến người dạy học là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy hay tôn sư trọng đạo, là bốn chữ được người học trò ghi nhớ từ ngày đầu tiên đến trường. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà dư luận xã hội hôm nay luôn trong tâm thế nóng lên mỗi khi có một sự việc tiêu cực xảy ra trong môi trường giáo dục. Người Việt Nam chưa hết bàng hoàng với hình ảnh một cô giáo quỳ chịu tội ngay trong ngôi trường giảng dạy, thì phải bật ngửa với câu chuyện một học sinh tiểu học bị cô giáo phạt hình phạt uống nước dẻ lau bảng. Rồi như chiếc xe không phanh lao xuống dốc, người Việt Nam tiếp nhận câu chuyện học sinh Phạm Song Toàn phải xin chuyển trường vì áp lực sau khi lên tiếng công khai chuyện giáo viên dạy toán im lặng trên bục giảng suốt 3 tháng. Trước hàng loạt những bức tranh u ám như thế, dư luận đa phần phản ứng bằng sự bất bình trên mạng xã hội, thể hiện qua những câu như Bộ trưởng Giáo dục đâu, hãy xem này, hay gọi thẳng đích danh vị đứng đầu ngành, ông Phùng Xuân Nhạ từ chức đi. Khi đề cập đến trách nhiệm những vụ việc mang tính chất băng hoại nhà trường và xã hội, giáo sư Nguyễn Thế Hùng, khoa xây dựng thủy lợi, thủy điện trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết không thể đổ hết trách nhiệm cho ông Phùng Xuân Nhạ. Tôi nói là những cái vấn đề không phải là ông Phùng Xuân Nhạ quyết định hết. Mà một khi không phải là bộ trưởng có quyền quyết định hết thì làm sao là tất cả ông chịu trách nhiệm hết. Bởi vì là những cái vấn đề lớn không phải là ông Nhạ, đó vì do một cơ chế quái đảng này nó tạo ra như thế. Cơ chế, một danh từ rất thường nghe và thấy trong xã hội hiện tại. Mỗi khi người dân hay cả báo chí đề cập đến mặt tốt hoặc xấu của một lĩnh vực nào đó. Trong trường hợp này, cơ chế cũng được giáo sư Nguyễn Thế Hùng nhắc đến như một nguyên nhân và hệ quả. Cái ngành giáo dục Việt Nam nó không những là nó phụ thuộc vào cái ngành giáo, tức là theo cái hệ thống là phàm, rồi xã, rồi linh bộ giáo dục, chịu tác động ngang nữa. Tiểu học thì nó là bị ảnh hưởng bởi xã. Rồi huyện, ví dụ thế, ở đại học nó còn ảnh hưởng bởi thành phố hay là cấp tỉnh. Cái cách của chính quyền cấp ngang họ không hiểu gì về giáo dục, họ có những cái vấn đề lấn át, tức là dùng quyền hành để lấn át. Kèm thế nữa là cái bản thân cái người giáo viên
là họ không được, là có thể có những người giáo viên họ không được thụ hưởng một cái nền giáo dục lành mạnh, cộng theo những cái vấn đề là tiêu cực khác. Nói tóm lại tức là cái bối cảnh là cái nền giáo dục Việt Nam nó suy đồi trong cái bối cảnh chung của xã hội, nhiều cái tác động từ nhiều phía. Cũng chính từ chính quyền dọc ngang mà giáo sư Nguyễn Thế Hùng đề cập đã khiến cho cô Nguyễn Bạch Tư, tên đã được thay đổi theo yêu cầu. Một nữ giáo viên ở Nha Trang sau nhiều năm giảng dạy hợp đồng nhưng không thể vào biên chế nhà nước do không chấp nhận chuyện phải chạy tiền để có chỗ dạy. Với tình trạng giáo dục hiện nay, theo cô Bạch Tư, dù trực tiếp hay không trực tiếp, ông Phùng Xuân Nhạ cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất vì ông là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì đương nhiên là một người thì sẽ không gánh được, nhưng mà người đó là người đứng đầu thì người ta sẽ phải chịu trách nhiệm về việc định hướng cái tự nền giáo dục Việt Nam nó phải phát triển như thế nào. Ví dụ như người ta hay nó có nói một cái câu đó là con hơn thì tài mẹ, cứ một đứa trẻ nó sinh ra thì nó phát triển như thế nào đó phụ thuộc rất là nhiều vào hoàn cảnh sống, môi trường gia đình. Cô Bạch Tư đồng ý với ý kiến của giáo sư Nguyễn Thế Hùng khi cho rằng ông Phùng Xuân Nhạ không phải người trực tiếp gây ra những vấn nạn suy thoái ấy. Là do những cái chính sách không đúng hướng, nó đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng về tới mặt là cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, nó nghĩa là về văn hóa về này kia, nên thành ra em nghĩ là đương nhiên là ổng phải có một phần trách nhiệm, không phải ổng là người trực tiếp gây ra, ổng có thể là ổng là người tích cực đó để mà thay đổi hoặc là phát triển định hướng giáo dục đó nó một hướng khác. Giáo sư Nguyễn Thế Hùng đưa đạo đức xã hội lên hàng đầu khi trả lời cho câu hỏi những vấn nạn giáo dục ấy bắt nguồn từ đâu. Và cụ thể hơn thì ông nói rằng chính triết lý giáo dục đã khai tử tinh thần tôn sư trọng đạo. Theo ông, cần phải có những triết lý giáo dục tôn trọng quyền của người thầy. Tôi là người đã thụ hưởng hai cái nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa và một cái nền giáo dục của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nên tôi có cái để mà so sánh, có cái để mà so sánh đó. Thì bây giờ đã làm sao cái tình nghĩa thầy trò ngày xưa nó rất là đậm nát, là tôn sư trọng đạo, bây giờ ngày nay nó lại như thế này, nó lại như thế này. Thì theo tôi thấy, bản thân tôi thấy là trước hết là cái nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa trước kia là rõ ràng là họ tôn sư trọng đạo thực sự ở cả mặt về tinh thần và vật chất. Bởi vì con người có hai yếu tố tinh thần và vật chất, nếu mình thiếu một cái thì chưa phải gọi là hoàn chỉnh. Từ khi chưa có cụm từ triết lý giáo dục, các tiền nhân xưa đã đặt nền móng vững chắc cho giáo dục qua ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Trước năm 1975, Bộ Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa tập trung vào triết lý, nhân bản, dân tộc và khai phóng. Yếu tố con người được đặt lên hàng đầu. Ngày nay, khi mà khoa học giáo dục con người vẫn luôn luôn là một ngành được đặc biệt đề cao, tôn trọng ở các quốc gia phát triển, thì ở Việt Nam, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng phải ngậm ngùi thốt lên. Tư duy giáo dục của ta, cái triết lý giáo dục của ta nó xa lạ. Ta không coi cái gì giáo dục là người tạo những cái thực thể, những con người tự do. Thạc sĩ Nguyễn Minh Hiệp, Giám đốc Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ với chúng tôi, ông nói rằng mặc dù trong nghề giáo nhưng ông không hài lòng với giáo dục Việt Nam vì không có tiêu chí để đào tạo rõ ràng. Điều mà theo ông quan trọng hơn cả là đạo đức của con người. Khi mà dạy dỗ thì chương trình từ chương trình tiểu học thì đến chương trình lớn lên không chú trọng lắm đến cái vấn đề mà gọi là nhân văn, tính nhân văn của nó, mà đào tạo những cái thực dụng. Cho nên là khi mà con người nó được đào tạo lên rồi ấy, thì nó chỉ có khuynh hướng thực dụng thôi. Vấn đề đạo đức hình như là nó rất là thấp kém. Yếu tố Phùng Xuân Nhạ cuối cùng qua những nhận định của người có tâm thế với giáo dục chỉ là một yếu tố cần nhưng chưa đủ. Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Sài Gòn từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng ai cũng sai, nhưng tôi không muốn tin cô giáo phải quỳ. Chúng ta có đau không khi con em chúng ta bị đánh hay quỳ? Chúng ta đau lâu rồi, nhưng buồn đau hơn khi cô giáo quỳ. Một cái tát, sự sỉ nhục đối với nghề giáo, nền giáo dục, nó cho thấy một sự suy đồi.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ được dư luận yêu cầu giải trình sau khi Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách 1.226 giáo sư, phó giáo sư được xét duyệt trong năm 2017. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạt chuẩn giáo sư năm 2017, nhưng giới chuyên môn không rõ công trình nghiên cứu khoa học của bà Kim Tiến là gì. Trước con số 1.226 giáo sư, phó giáo sư được cho là cao kỷ lục trong hơn 4 thập niên, nhà nước tổ chức xét phong công nhận. Truyền thông trong nước trích đăng nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng có tiêu cực trong việc xét duyệt giáo sư, phó giáo sư, như ông Vũ Hào Quang, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học Giáo dục và Môi trường của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định có đủ bằng chứng để chứng minh có tiêu cực trong hội đồng liên ngành. Ông Vũ Hào Quang còn nhấn mạnh, nhà nước phải vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Văn phòng Chính phủ hồi ngày 8 tháng 2 ban hành chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo và Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xem xét, rà soát lại việc bổ nhiệm vừa nêu, theo như phản ánh của dư luận, và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 2. Vào ngày 9 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các chủ tịch hội đồng ngành, liên ngành báo cáo chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư nhà nước do chính ông đảm nhiệm trước ngày 18 tháng 2. Ông Phùng Xuân Nhạ nêu rõ, trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định, thì hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cương quyết không công nhận. Tuy nhiên, dư luận một lần nữa dậy sóng vì cho rằng ông Phùng Xuân Nhạ bị gậy ông đập lưng ông qua thông tin giáo sư tiến sĩ toán học Nguyễn Tiến Dũng hiện đang giảng dạy tại Đại học Toulouse, Pháp gửi thư ngỏ đề nghị kiểm tra tư cách giáo sư của ông Phùng Xuân Nhạ đến Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Nguyễn Tiến Dũng vào ngày 11 tháng 2 công khai những thông tin liên quan đề nghị chính phủ và giới khoa học Việt Nam cần làm sáng tỏ trường hợp của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng đưa ra bằng chứng để khẳng định ông Phùng Xuân Nhạ đạo văn trong hai bài báo trong danh sách Scopus, tức cơ sở dữ liệu trắc lượng khoa học, và đăng trên tờ Asian Social Science. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng còn bình luận, hai bài báo khoa học của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có nhiều lỗi sai về tiếng Anh, mặc dù ông Phùng Xuân Nhạ trong lý lịch khoa học của mình đã tự nhận học cao học ở Đại học Manchester, Anh, có học bổng Fulbright tại trường Georgetown University, Hoa Kỳ, và từng giảng dạy bằng tiếng Anh trong một dự án ở Lào. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng và rất nhiều cư dân mạng nêu lên thắc mắc rằng có phải ông Phùng Xuân Nhạ trong cương vị chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã tự ký quyết định phong cho ông thành giáo sư hồi năm 2016 hay không? Bởi vì theo phạm trù khoa học thì ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là giả khoa học. Vào ngày 19 tháng 2, giáo sư Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ trên Facebook rằng giáo sư Trần Văn Nhung cho biết hội đồng đã nhận được báo cáo của ông về vụ việc của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và hội đồng sẽ đưa ra trả lời trong thời gian tới. Đã Châu Tự Do liên lạc với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, một người rất quan tâm vụ việc này, và được ông nhận xét rằng rõ ràng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là người chưa đủ điều kiện để được phong giáo sư, và ông Nhạ còn tự phong cho mình chức chủ tịch hội đồng chức danh, thì hai chuyện đó là điều không thể chấp nhận được của một người đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về phúc đáp của giáo sư Trần Văn Nhung cho giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nói. Khi mà hội đồng chức danh đã xác nhận cái người mà được làm giáo sư, phó giáo sư, là họ đã nghiên cứu hồ sơ cả năm trời. Vấn đề là tại sao họ nghiên cứu thế nào để một người như ông Phùng Xuân Nhạ với một trình độ như vậy, với một hành động lố bịch như vậy mà là ông lại được phong làm giáo sư. Cho nên tôi nghĩ họ sẽ nghiên cứu lại. Nhưng mà tôi không hy vọng là câu trả lời sẽ có cái gì dứt khoát để mà có quyết định. Bởi vì theo tôi chỉ có một quyết định có thể có được thôi, là bãi chức giáo sư của ông Hùng Xuân Nhạ và yêu cầu ông Hùng Xuân Nhạ từ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Đài AFA ghi nhận trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều lời kêu gọi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ từ chức. Nhà báo độc lập Huy Đức
qua trang Facebook cá nhân Trương Huy Sang viết rằng, ông Phùng Xuân Nhạ từ chức Bộ trưởng Giáo dục là cách duy nhất cứu vãn uy tín vốn đã rách tả tơi của ngành giáo dục. Trong trường hợp ông Nhạ bất chấp, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nên chuẩn bị một bản điều trần trình bày tại Quốc hội trước phiên họp toàn thể bỏ phiếu tín nhiệm các bộ trưởng. Trong trường hợp của ông Nhạ thì nên bỏ phiếu bất tín nhiệm, hết trích. Trong khi không ít người lên tiếng kêu gọi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ từ chức, thì cũng có ý kiến cho rằng vụ việc rồi cũng không đi đến đâu và ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng sẽ bình chân như vậy, như ý kiến của Facebooker Huỳnh Thị Xuân Mai, một cô giáo nghỉ hưu. Nếu không có lòng tự trọng, không phải từ chức, nhưng mà những người cộng sản họ không có lòng tự trọng, họ còn tìm cách để họ lên chức chứ dễ gì họ từ chức. Tại vì những người mà đảng viên họ làm sai chật này kia, ít là họ bị gì lắm, cấp trên bao kia họ trơn à, cô đã giải mấy chục năm cô thấy vậy. Chúng tôi cũng nhận được ý kiến của một chuyên gia giáo dục ở trong nước không muốn nêu tên cho rằng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ chính thức lên tiếng về vụ việc này bởi vì ông là một người thông minh và chịu khó lắng nghe. Và thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận vào tối ngày 20 tháng 2, giáo sư Nguyễn Tiến Dũng thông báo tài khoản Facebook của ông bị tấn công, trùng hợp thời điểm ông vừa công bố bài báo cáo phân tích về sự giả khoa học của ông Phùng Xuân Nhạ trên Facebook. Đồng thời giáo sư Nguyễn Tiến Dũng còn nhận được tin nhắn Tổng cục 5 tung tin sang Pháp điều tra ông, nhưng đài AFA chưa kiểm chứng được thông tin này.